Đây là phút thứ 80. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Quang Hải, Văn Quyết. Vẫn đang là Văn Quyết. 3-0. Một pha xoay sở đúng thương hiệu của Văn Quyết. Có vẻ như trận đấu đã kết thúc sau tình huống dứt điểm vừa rồi của Văn Quyết. Và trên khán đài, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất hài lòng với các học trò của mình. Bàn thắng thứ 5 của Văn Quyết ở mùa giải năm nay. Và là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Một pha qua người đơn giản và tung ra một cú sút rất căng, hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Người chuyền bóng cho Văn Quyết đó là Quang Hải. Những cái tên đang gây được rất nhiều ấn tượng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Một pha qua người khá đơn giản. Vũ Xuân Cường đã bị loại bỏ một cách đơn giản và sau đó Văn Quyết đã tung ra một cú sút rất căng. Bóng đi chìm và Tô Vĩnh Lợi đã hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Rõ ràng phong độ của Văn Quyết và Papeo Mafe cùng với sự tỏa sáng của Quang Hải đang là nguồn sống dành cho câu lạc bộ Hà Nội và vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 13. Trong khi đó thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ rất tự tin và thoải mái trong chuyến làm khách đến sân Hòa Xuân gặp SHB Đà Nẵng. Quang Hải phía trong đang có KB. Có bàn thắng thứ tư hay không? Ibu KB. Một pha vấp bóng. Dứt điểm. Rất đơn giản. Tưởng chừng như cô ấy đã qua đi, nhưng Ibu KB đã có một pha xử lý xuất thần. Một pha trích mũi giày rất căng. Và đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Pháp cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. 4-0 dành cho đội chủ nhà. Một trận đấu mãn nhãn dành cho các cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ibu KB đã có pha lập công đầu tiên cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền của Quang Hải. Và tưởng chừng như pha xử lý này đã tước đi cội của KB. Nhưng những pha nhảy múa với trái bóng và sau đó là một pha trích mũi giày rất căng của Ibu KB đã giúp cho tiền đạo người Pháp nâng tỷ số lên 4-0. Rất căng. Pha mất bóng của Nguyễn Thế Dương và Quang Hải đã có đường kiến tạo để cho Ibu KB lập công. Rất hay. Ibu KB đã lựa chọn một giải pháp tốt nhất. Đức Huy. Quang Hải. Đường truyền rất hay dành cho Văn Quyết. Vẫn đang là Văn Quyết. Văn Quyết rất dễ dàng. Bàn thắng thứ 5 chắc chắn là như vậy. Tuyệt vời. Văn Quyết đã thực hiện một pha tâng bóng kỹ thuật. Nhưng Tô Vĩnh Lợi đã phán đoán được tình huống đó. Nhưng bóng vẫn lăn đến chân của đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Và chiến thắng 5 sao dành cho đội chủ sân hàng đấy. Nhưng công đầu tiên phải đến pha kiến tạo tuyệt vời của Quang Hải. Một pha kiến tạo không cần nhìn của Quang Hải đã đặt Văn Quyết vào một tình thế vô cùng thuận lợi. Và có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất hài lòng với cậu trò cưng Quang Hải. Không có lỗi việt vị của Văn Quyết. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha chủ động tâng bóng lên. Nhưng rõ ràng là hàng thủ của Thanh Hóa đã còn không còn tâm trí nào mà để chơi bóng trong những phút vừa rồi. Bàn thắng của Văn Quyết đã khép lại chiến thắng ấn tượng 5 sao dành cho các nhà đương kim vô địch. Và Văn Quyết, đội trưởng Văn Quyết cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi. Như vậy là trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân hàng đẫy. Đội chủ nhà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã giành chiến thắng đậm 5-0 trước Thanh Hóa với một cú đúp của Papeo Mafeye, một cú đúp của Văn Quyết và bàn thắng còn lại được ghi do công của tiền đạo Ibu Kebe.